cá giạt đầy bờ biển sau bão ra gì, người dân Quảng Ninh soi đèn ra nhặt. Theo chia sẻ của nhiều người tại khu vực biển Trà Cổ, Quảng Ninh, vào tối qua, khi cơn bão ra gì đi qua đã kéo theo rất nhiều cá giạt vào bờ. Và ngay sau khi bão đã tạm yên, người dân cũng tranh thủ ra nhặt cá về. Số lượng lớn cá nằm đầy một khu vực bờ biển Trà Cổ khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khá ngạc nhiên, đa số những con cá giạt vào bờ là cá chim vàng Anh hay cá chim trắng, một loài cá ngon và rất được ưa chuộng. Được biết, trong các loại cá chim thì cá chim vàng Anh được đánh giá là ngon nhất và được rất nhiều người yêu thích. Loại cá này có màu ánh bạc, vây vàng, thịt dai chắc, ít mỡ và dày mình. Hiện nay, giá bán cá chim vàng Anh ở nhiều nhà hàng hải sản có thể lên tới 200-250.000 trên kg. Cá chim vàng Anh có thể chế biến thành rất nhiều món đa dạng, thơm ngon. Với số lượng cá lớn như vậy nhưng lại đang mất điện do bão, khó có thể bảo quản lâu nên các cư dân mạng cũng hiến kế cho người dân để có thể bảo quản hoặc trữ ăn lâu dài hơn như ướp muối, làm ruốc cá. Cũng theo những chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi nhặt những con cá chim vàng Anh này về, nhiều gia đình đã nhanh chóng sơ chế và chế biến những con cá này ngay khi vẫn còn tươi. Có người đã cho luôn lên nướng trên bếp than củi.